Xin chào mọi người đang theo dõi kênh điện năng lượng mặt trời của công ty Big Bang Solar. Hôm nay bên em sẽ không quay và giới thiệu về các hệ thống điện mặt trời hybrid cho khách hàng sử dụng ở khu vực có điện lưới, mà thay vào đó sẽ giới thiệu cho tất cả quý khách hàng về giải pháp điện mặt trời độc lập ứng dụng ở khu vực không có điện lưới nhé mọi người. Bên em đang setup một hệ thống điện mặt trời độc lập 6 kW gửi về cho chú Hạ tại Quảng Nam nhé mọi người. Chú Hạ là một trong những người làm trong lĩnh vực lâm nghiệp và nông nghiệp, và khu vực của chú hiện tại không thể kéo điện lưới vào. Vậy nên thì chú đã nghiên cứu về các giải pháp điện để giúp cho hệ thống gia đình có thể sử dụng. Và trong đó điện mặt trời và máy phát điện là hai giải pháp được chú Hạ tính tới. Nhưng với máy phát điện, nếu mà tính về đường dài, nhu cầu sử dụng hàng ngày thì nó sẽ bất tiện hơn. Ngoài việc phải bảo trì, bảo dưỡng hàng tháng thì cái chi phí nhiên liệu cũng như là độ ồn ào nó sẽ ảnh hưởng đến cái đời sống của gia đình của chú ở khu vực này nhé mọi người. Vậy nên chú đã quyết định lựa chọn đầu tư giải pháp điện mặt trời độc lập để phục vụ cho gia đình nhà chú. Trước mắt chú Hạ đang sử dụng các cái thiết bị như là tủ lạnh, tivi, thắp sáng và có sử dụng thêm một điều hòa 1HP nhé mọi người. Bên cạnh cả nồi cơm điện nữa thì chú đã quyết định lựa chọn giải pháp điện mặt trời độc lập. Và theo em nghĩ đây là một trong những giải pháp tối ưu, tại vì nếu mà xét về góc độ đầu tư lâu dài thì điện mặt trời nó sẽ ổn định hơn. Thứ nhất là nó sẽ không ồn ào, thân thiện với môi trường. Thứ hai nữa là sử dụng điện mặt trời nó sẽ tối ưu hơn là máy phát, tiết kiệm chi phí hàng tháng như là xăng dầu. Với cấu hình của chú lựa chọn sử dụng 10 tấm pin Runergy công nghệ Entire Topcon 585W cho mọi người. Dòng này là dòng hiệu suất cao, Entire hai mặt kính và chính sách bảo hành lên đến 30 năm. Với hệ thống của chú Hạ thì chú lựa chọn sử dụng một khối pin lưu trữ BSB phiên bản là 230 mAh. Chú muốn lựa chọn một khối pin lưu trữ này thì cái lượng lưu trữ nó sẽ cao hơn so với sử dụng hai khối 100, và đồng thời cái chi phí nó sẽ tối ưu hơn nhé mọi người. Thì đây là cái giải pháp được chú Hạ lựa chọn cho cái hệ thống điện mặt trời độc lập của nhà chú nhé mọi người. Với hệ thống 10 tấm pin này thì bình quân một ngày có thể sản sinh được từ 25 cho đến 30 kWh nhé mọi người. Nếu mà tính theo gia đình sử dụng hàng tháng á, thì cái số điện sản xuất được của hệ thống điện mặt trời 10 tấm pin này nó sẽ đáp ứng được khoảng 1 triệu 8 cho đến 2 triệu tiền điện mỗi tháng nhé mọi người. Còn ở đây là điện mặt trời độc lập, ban ngày thì chú không sử dụng nhiều, chủ yếu là sử dụng vào buổi tối cũng như là lúc chiều tà nhé mọi người. Và bên em định hướng chú sử dụng công suất tấm pin cao, tại vì ở khu vực xa như vậy để mà nâng cấp tấm pin thì nó sẽ khó. Vậy nên thì chúng ta lựa chọn lắp luôn 10 tấm pin tương đương là 5,58 kWh nha mọi người. Đó, thì đây là cái cấu hình bên em đã setup sẵn để giúp chú thuận tiện trong quá trình lắp đặt. Ở đây thì chú lựa chọn sử dụng một máy biến tần hybrid DG 6 kW. Ban đầu thì chú có trao đổi về cấu hình 5 kg, thì bên em cũng có lên một cấu hình 5 kg rồi. Nhưng mà sau khi chú thảo luận lại tính toán thì cái chi phí để sử dụng một con máy 6 kg nó sẽ không có quá là cao, khoảng hơn 1 triệu rưỡi thôi. Thì chúng ta sử dụng bản 6 kg, khi mà chạy độc lập thì công suất backup nó sẽ cao hơn. Tại vì sau này chú có lắp thêm máy bơm nước đó mọi người thì nó sẽ thuận tiện hơn. Và em cũng đã tính đến một trường hợp rồi, sau này khi mà chú lắp máy bơm nước để giúp chú không lo quá tải á, thì chúng ta có thể lấy điện trực tiếp từ hệ thống điện mặt trời đầu ra này cấp cho tải nhà như một nguồn điện lưới để chúng ta cấp vào máy bơm, nhưng mà không có đấu trực tiếp thẳng vào bơm mà đi qua một con biến tần khởi động. Thì như vậy thì cái hệ thống của mình sẽ giảm đi cái dòng khởi động, hay được gọi đến là khởi động mềm nhé mọi người. Rồi, với cái cấu hình này thì Inverter sẽ có chính sách bảo hành là 5 năm nhé mọi người. Pin lưu trữ BSB cũng bảo hành 5 năm. Dòng này là dòng cao cấp, sử dụng cell pin của hàng EV nhé mọi người. Có bảo vệ chống cháy nổ, tuổi thọ 6.000 lần nạp xả. Đây là một trong những dòng pin lưu trữ cao cấp mà chúng ta thường thấy ở trên các cái video của Big Bang Solar. Ngoài bản 230 mAh này ra thì Big Bang Solar còn có sẵn các bản 100 mAh, bản rack mount thiết kế tương tự như này, bản treo tường có thể gọn hơn, hoặc là bản 230 mAh và 304 mAh lưu trữ công suất lớn nha mọi người, như một cấu hình combo điện mặt trời mà khách hàng đang lựa chọn ở ngoài kia. Thì em sẽ chia sẻ về cấu hình đó sau này. Đó, thì với cái hệ thống này thì rất là cao cấp rồi nha mọi người. Chú Hạ cũng đã nghiên cứu và lựa chọn một số dòng sản phẩm trước đó, nhưng mà tính đi tính lại thì chú cũng đã quyết định lựa chọn cái cấu hình này, và bên em cũng đã đầu nối sẵn. Đấy, Big Bang Solar nhà phân phối DG tại Việt Nam. Vậy nên thì chú Hạ cũng đã tìm hiểu qua một số nguồn thông tin và cũng yên tâm đặt hàng. Tuy là ở xa nhưng mà chú cũng đặt hết niềm tin vào Big Bang Solar nhé mọi người. Bên em cũng đã setup sẵn hết để giúp cho chú thuận tiện trong quá trình lắp đặt khi nhận hàng sau này. Ở đây thì rất là vui, cùng đây nhân đây chia sẻ luôn. Thì Big Bang Solar nhận được cái chứng nhận kỹ thuật của hàng DG. Đây là một trong những cái chứng nhận cao cho tiêu chí kỹ thuật của đội ngũ Big Bang Solar, được ký bởi Clyde Young, là một trong giám đốc kỹ thuật của DG Inverter nhé mọi người. Đấy, các cái buổi training về kỹ thuật đào tạo chuyên sâu để giúp cho kỹ thuật có thể nắm bắt được các lỗi và xử lý bảo hành cho khách hàng.
Thì đây là cái chứng nhận được DG cung cấp, được ủy quyền phân phối bảo hành xử lý kỹ thuật Big Bang Solar Industry Energy, là tên của công ty Big Bang Solar nha mọi người. Đây là một trong những chứng nhận đánh giá về năng lực xử lý hỗ trợ về dòng biến tần DG ở thị trường Việt Nam. Rất là vui khi được client ký tặng gửi Big Bang Solar sau một số buổi trading kỹ thuật nha mọi người. Rồi quay lại với cấu hình của chú Hạ nha mọi người. Ở đây thì khi chú về thì chú sẽ xem qua video này và xem qua cách đấu nối với tủ điện thì nó sẽ đơn giản hơn so với các cái tủ hybrid thông thường. Tủ hybrid nó sẽ có thêm ATS và chống sét lan truyền nha mọi người. Còn đối với tủ độc lập thì nó sẽ đơn giản như vậy thôi, tại vì chúng ta không có kết nối với nguồn lưới vào mà sẽ đấu trực tiếp từ cái cổng backup đầu ra. Với tải nhà thì bên em cũng đã đấu nối sẵn ra cái CB tải nhà này rồi, CB 32A. Nó chịu tải lên đến 7kW, tại vì đây là máy 6kg nha mọi người, nên là dùng cái loại 32 thôi chứ không dùng loại 40 với là loại 63A thì nó lớn quá. Ở đây khi mà chúng ta đấu nối thì phía dưới CB tải nhà này anh em sẽ đấu ra nhà dùng nha mọi người, như một cái CB của điện lực. Đó, đấu ra nhà dùng mà có vấn đề gì thì chúng ta sẽ cắt cái CB tải nhà này xuống. Còn đối với dàn pin, ở đây chú Hạ đang đấu tổng cộng là 10 tấm pin thì sẽ chia làm hai chuỗi nha mọi người. Mỗi chuỗi là 5 tấm nối tiếp thì chúng ta sẽ đấu nối tiếp các tấm pin và đưa xuống. Thì BV1 là chuỗi 1 và BV2 là chuỗi 2. Chúng ta đấu nối tiếp xuống, cực dương của tấm pin đưa xuống thì chúng ta sẽ đấu vào vị trí cực dương này. Và tương tự cực âm cũng như vậy nhé mọi người. Nếu mà mọi người bối rối thì có thể xem ở dưới này này. Bên em cũng đã ký hiệu sẵn. Chúng ta đấu vào đây và siết ốc thật là chặt và kỳ vào giúp em nhé. Và tương tự BV2 cũng là 5 tấm nối tiếp, chúng ta cũng sẽ đấu vào đây. Đó là về phần tấm pin năng lượng và đấu ra tải nhà. Còn đối với các cái dây dẫn, khi bên em setup từ tủ điện đi ra thì chúng ta sẽ đấu hoàn toàn vào trong phần inverter nhé mọi người. Ở đây thì phía tải nhà em cũng đã ký hiệu rồi, loát L và loát N, thì chúng ta sẽ đưa dây này ra và bên em đã chờ sẵn ở đây. Chúng ta đấu vào trong phía nguồn loát trên inverter là nguồn dự phòng backup khi mất điện lưới đấy, là cái nguồn cấp ra tải nhà sử dụng. Ở đây thì chúng ta sẽ đấu hai sợi vào có ký hiệu tương tự như ở trong biến tần, thì anh em đưa vào và siết kỹ lại giúp em nhé. Lưu ý ở đây là Big Bang Solar đang đấu tắt, tại vì ở đây là con máy mới có các cái giòn cao su ở đây, vậy nên bên em bỏ ra ngoài. Nhưng khi lắp thì chúng ta sẽ giữ nguyên cái giòn này và đâm thủng này ra. Sau khi lắp xong, siết chặt hết cờ giúp em để cho kính bảo vệ cái inverter của mình sẽ tốt hơn nhé mọi người. Còn đối với dàn pin năng lượng mặt trời thì ở đây sẽ có hai dàn pin độc lập BV1 và BV2, thì chúng ta sẽ đưa ra và cắm ở trên inverter sẽ có các cái chuỗi được ký hiệu rõ ràng rồi mọi người. Đó, chúng ta chỉ việc cắm vào thôi. Đấy, như Big Bang Solar đang quay ở đây. Đó là phía trong tủ điện. Còn đối với phía pin lưu trữ thì hàng sẽ trang bị cặp dây có sẵn đây rồi, thì khi về chúng ta sẽ đấu từ biến tần đi ra. Đó, cực dương và cực âm có sẵn ở trong này. Lưu ý này, cực âm là sẽ đặt ở bên phía tay trái nha mọi người, còn cực dương là đặt bên phía tay phải. Thì chúng ta đưa xuống đấu đúng theo cái vị trí này. Màu đỏ là cực dương, còn màu đen là cực âm. Và đi theo đó là một sợi dây giao tiếp can. Dây giao tiếp can đi theo trong pin lưu trữ là sử dụng loại hai lõi nha mọi người. Đối với giao tiếp với DG thì chúng ta sẽ lấy đúng sợi dây này và chúng ta cắm vào. Sau khi cắm vào xong thì biến tần nó sẽ hiển thị thông số ở trên này. Đó, mọi người có thể thấy điện áp, phần trăm, dung lượng đầy đủ hết, SOH cũng có đầy đủ nha mọi người. Đó, với BSB thì nó sẽ trang bị thêm màn hình khi mà trong quá trình lắp đặt và sử dụng thì mọi người có thể theo dõi thêm các cái thông số chi tiết ở trên này. Nó sẽ có đầy đủ các trạng thái theo dõi từng cell pin. Ở đây là sử dụng cell của EV cao cấp nên là cái độ chênh lệch các cell pin nó chỉ nằm ở mức 1mV thôi mọi người. Nó không có quá cao, nó chỉ chênh lệch nhau khoảng 1mV. Con số này là con số cao nhất hiện tại ở trong các cái dòng cell pin rồi. Nhiệt độ, các tổ nhiệt độ cũng tương đối đồng đều nhau, từ 29 đến 30 độ. Ở đây thì tray capacity là cái dung lượng tổng của pin là 230 Ah. Đấy, SOH là cái sức khỏe của pin là 100% nha mọi người. Pin thì là dòng pin mới, khi xuất xưởng thì sẽ qua một lần test kiểm định thì nó sẽ có một cycle ở đây. Tất cả pin mới đều có một cycle nha mọi người, phải qua phần test kiểm định. Và ở đây thì chúng ta có thể cài đặt một số thông tin như là ngôn ngữ này, nhưng mà ngôn ngữ để dễ dàng thì chúng ta giữ lại tiếng Anh. Và các phương thức giao tiếp tùy theo hãng inverter, tại vì BSB sẽ giao tiếp với hầu hết các inverter danh tiếng hiện nay trên thị trường. Vậy nên đối với những khách hàng mà chúng ta đang sử dụng các dòng inverter khác, ví dụ như là Sofa, Sunro hoặc là Lock Power, thì cũng có thể sử dụng BSB để giao tiếp cho mọi người. Thì đây là cái combo bên em đã đấu nối sẵn rồi, sẽ được bàn giao cho chú Hạ trong thời gian tới đây. Rất cảm ơn chú đã tin tưởng và ủng hộ Big Bang Solar sau một quá trình dài nghiên cứu và tham khảo nhiều dòng sản phẩm. Ngoài ra Big Bang Solar cũng đang trong quá trình setup các hệ thống tủ điện ATS cao cấp để giúp cho những khách hàng đang sử dụng những cái thiết bị tải cao. Ở đây là cái tủ
2BV cho các phiên bản máy 5kg, 6kg, 8kg chịu tải cao nhé mọi người. Với các tấm pin hiện tại công suất lớn rồi nên là chúng ta sẽ đấu nối tiếp. Ví dụ như máy 8kg thì thay vì trước đây chúng ta đấu các tấm pin 450W thì phải chia làm 4 line, vừa tốn dây dẫn mà vừa không có đảm bảo tối ưu được cái giải điện áp. Thì nay chúng ta sử dụng các cái tấm pin ví dụ như là của Runergy công suất là 585W thì chúng ta có thể đấu nối tiếp chia làm 2 chuỗi thì đã đủ công suất rồi. Và chúng ta có một cái giải điện áp cao giúp cho hệ thống vừa tối ưu về chi phí dây dẫn mà vừa đảm bảo hiệu suất cao. Đấy, thì em sẽ chia sẻ thêm một số nữa. Đây là các cái đơn hàng được Big Bang Solar soạn sẵn để bàn giao với những cái cặp dây được bấm sẵn để giúp khách hàng có thể thuận tiện hơn trong quá trình lắp đặt, an toàn hơn, tránh trường hợp mò ve nếu mà chúng ta bấm cốt không có chặt. Ở đây là một cấu hình hệ thống điện mặt trời cực kỳ khủng luôn. Hybrid 16kW một pha kết hợp với một khối pin lưu trữ BSB 304 Ah. Thì bên em sẽ giới thiệu về combo này sau, tại vì combo này sẽ dành cho những khách hàng sử dụng trên 6 triệu đồng tiền điện hàng tháng. Ở đây là tổng quan trong ngày hôm nay của Big Bang Solar. Ngoài các đơn hàng đang được setup ra thì bên em cũng đang cấu hình một số hệ thống để chuẩn bị bàn giao cho khách hàng. Rất cảm ơn mọi người đã luôn tin tưởng và đồng hành cùng Big Bang Solar. Nếu mọi người cảm thấy hay có thể đăng ký kênh để đón nhận thêm nhiều video mới. Em xin chân thành cảm ơn. Hẹn gặp tất cả quý khách hàng ở video lần kế tiếp. Xin chào mọi người.